Chào các cô bé thân yêu. Anh là anh tóc xanh đây. Anh bút mắt. Các em có nhìn thấy gì đây không? Trên bàn của hai anh đang là rất nhiều xúc xích lắc phô mai. Thực hiện thử thách khách ăn xúc xích lắc. Ai mà ăn nhanh nhất tất cả số xúc xích lắc này trong vòng 3 phút. 3 phút, và cuối cùng anh nghĩ là sẽ ăn hết trước 3 phút. Người đó sẽ là người chiến thắng. Và người thua cuộc sẽ phải chịu một hình phạt, đó là bị ném bột mì vào mặt. Anh đang bị cúm nữa đây. Hít phải bột mì, chắc là mang một hít phải bột mì để khỏi cúm. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị các bước chuẩn bị để bước vào thử thách, đó chính là chế biến xúc xích. Hôm trước anh có đọc rất nhiều comment thì các em đều nói là cái loại lắc ngon hơn. Hôm nay thì anh định làm 10 cái cơ, nhưng mà quán anh mua thì nó lại hết mất, nên là chỉ làm mua được có 6 lọ thôi. Bây giờ xúc xích lắc họ là món hàng siêu hot. Họ bảo là về cái nào là bán hết cái đấy. Rất khó để mua được xúc xích lắc với số lượng nhiều. Anh bốn mắt nghe nói là đã có kinh nghiệm ăn xúc xích từ năm lớp 1. Tức là anh ấy đã có bề dày kinh nghiệm ăn xúc xích. Các em có tò mò về background mới mà hai anh đang quay không? Bí mật anh sẽ không nói trong video này đâu, mà anh sẽ giới thiệu và sẽ quay lại quá trình các anh làm background mới này. Vì background mới này chưa hoàn thành đâu. Nó còn đẹp hơn nữa cơ. Sau đó hai anh sẽ quay một video lên đây nhá. Anh bốn mắt vừa gặp một tình huống thật là trớ trêu, đó là trong cái hộp xúc xích lắc không có gọi gia vị. Buồn quá, tại sao vậy? Ma lấy của anh rồi. Tự nhiên cái hộp này cắt ra thì mãi không thấy hộp túi gia vị đâu cả. Đứng lại xem. 3 phút chuẩn bị. 1 2 3 bắt đầu. Đang bấm giờ rồi đó nha. Ngon. Ngon quá. Ngon dữ luôn. Hết rồi luôn. Cẩn thận nghe. Ngon quá. Ngon tuyệt vời. Ngoài vẫn còn phô mai nhiều quá trời mà nó không bán được hết, tiếc ghê. Anh bị ngại rồi. Tao hàm quá. Đã ăn nước xong rồi. Trong lọ này vẫn còn bao nhiêu là phô mai. Tại sao người ta lại hết hàng? Các em hay mua cái xúc xích này ở siêu thị nào vậy? Nói cho anh biết mà anh sẽ khuân cả thùng về. Anh sẽ không vứt những cái vỏ đi đâu. Anh sẽ để dành những cái phô mai thừa trong này để anh ăn với cơm. anh sẽ để dành, sau đó anh đi mua xúc xích mà không có lắc về, anh lắc lại một lần nữa. Rồi rồi, một cái này anh sẽ lắc 5 lần nữa anh ăn. Đến bao giờ mà cái vỏ này sạch bóp cái rồi anh mới thôi. Thế thì không được đâu, anh phải cắt ra rồi quết vào thì nó mới sạch được. Anh biết rồi, bây giờ anh sẽ đổ nước vào đây, xong đem phơi. Anh đổ nước vào đây cho nó lấy tan hết này, xong anh đem phơi ra để nó thành bột. Anh lại lấy bột ra ăn tiếp. Em thấy anh thông minh không? Sáng kiến anh đây. Anh hóa thạch của anh ăn tiếp. Ơi, tính sao đây, cho anh cho cả anh cả ba cái hộp này để anh phơi, tha nước và phơi dần nhá. Anh sẽ đi xin tất cả các vỏ của những người ăn khác về để anh làm như thế. Tờ cuối cùng, anh sẽ tạo thật nhiều bột phô mai để ăn xúc xích. Tờ quá.
Hello các em, đây chính là cái bát bột mì anh vừa chuẩn bị cho anh tóc xanh. Cái này đổ mặt à? Ừ, lát anh sẽ ném mặt anh tóc xanh. Các em ơi, bây giờ khá là muộn rồi, bây giờ là đêm rồi. Nên là mặc dù là hình phạt rất kinh khủng nhưng anh không được hét to. Ừ, anh chỉ được mắm môi trong miệng thôi. Không được hét to đâu. Chúng ta phải làm hình phạt trong im lặng. Ừ, quanh đây có khá là nhiều người. Đồ cầm. Sáng chưa? 1, 2 3. Còn bây giờ tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn các em. Đúng con ma trong phim